Rồi, ok, xin chào mừng các anh chị quay trở lại với Phúc trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nha. Xin chúc cho tất cả các anh chị có một cái ngày thật là trọn vẹn. Mình sẽ may mắn và hoàn thành xuất sắc tất cả những cái mục tiêu, những cái điều mà các anh chị đã đặt ra trong cái ngày hôm qua nha. Rồi, ok, thì hôm nay thì Phúc cùng với cả nhà của mình sẽ bước qua những cái chiến lược để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu tài chính trong cái tháng 9 này. Thì thực ra là trước cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Phúc đã chia sẻ cho các anh chị một cái công thức để giúp cho mình thiết kế lại cái mục tiêu tài chính cho cái tháng 9 này. Và tất nhiên là cũng không có chỉ riêng về mục tiêu tài chính mà mình có sự cân bằng giữa mối quan hệ giữa sức khỏe và cái tài chính của mình luôn. Thực sự là bởi vì chúng ta không thể nào là mình chỉ có tập trung vào tài chính mà mình chỉ mình bỏ quên đi cái mối quan hệ cũng như là cái sức khỏe của mình luôn. Và khi mình quay trở lại để mà mình cân bằng lại thì nó chưa có dễ các anh chị ha. Thì đối với người thành công họ sẽ ra quyết định là họ sẽ tập trung cân bằng giữa ba cái yếu tố đó là tài chính, mối quan hệ và sức khỏe cho cái cuộc sống của họ luôn, để họ đi một mạch tới thành công. Họ không cần phải khi mà tập trung vào tài chính rồi, họ có tiền có tài rồi thì họ lại quay trở lại vun bồi cho mối quan hệ hay lo cho sức khỏe của mình. Thì nó ở chưa được sớm, nó cũng không được ok. Và khi đó có tiền cũng gọi là chưa chắc là hạnh phúc các anh chị nha. Vậy thì có cái mục tiêu rồi, Phúc cùng với các anh chị đã có cho mình cái mục tiêu tài chính và mục tiêu cho cái tháng 9 này rồi. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bước qua những cái chiến lược. Tại sao mà mình cần phải có cái chiến lược? Các anh chị hình dung một cái điều rằng là giống như bây giờ cái con thuyền đi, nó chuẩn bị ra khơi, nó nhổ cái dây neo rồi, nó chuẩn bị ra khơi và nó không biết phải có những cái chiến lược gì để mà nó đi về cái đích. Nó gặp cái sóng thì nó xô đầu thì nó đẩy vào đó. Vậy thì quay trở lại cái mục tiêu của mình, nó cũng như vậy các anh chị. Chúng ta cần phải có chiến lược trên cái hành trình của mình để mà mình chinh phục tới cái mục tiêu đó. Cái bình thường thì mình làm có 5 triệu. Ngày hôm nay anh chị đặt áp dụng cái công thức đặt mục tiêu thông minh bằng luật hấp dẫn, thì anh chị gấp đôi cái thu nhập của mình lên, lợi nhuận của mình lên trong một tháng. Thì bây giờ buộc chúng ta phải có những hành động mới, những thói quen mới, những tiềm tin, những suy nghĩ mới thì nó mới giúp cho mình tạo ra được những cái kết quả mới, đúng không? Còn bình thường mình vẫn là đi làm công ăn lương, sáng đi tối về. Và mình chỉ có lướt web xem phim, mình không hề thay đổi một cái hành động hay là một cái thói quen gì cả. Thì cuộc sống của mình nó vẫn là cái cuộc sống nó diễn ra như là mấy chục năm nay nó vẫn diễn ra như vậy các chị nha. Anh chị có đồng ý là một cái điều là như vậy không ạ? Ok ha. Vậy thì cái chiến lược đầu tiên ngày hôm nay thì Phúc chia sẻ với cả nhà của mình đó là chúng ta phải có một cái thái độ, một cái nhìn nhận đúng đắn, một cái thái độ sống đúng đắn với cái cuộc sống này. Thì tại sao Phúc lại đưa ra cái chiến lược này? Thì tất cả những cái bí kíp này thì Phúc đều được học trong câu lạc bộ, được học từ người thầy của Phúc, từ những anh chị em doanh nhân đã chia sẻ. Họ đã ứng dụng cho những kinh nghiệm, cho những cái trải nghiệm của họ và cho những cái thành công của họ, và Phúc cũng đã ứng dụng. Cho nên là hôm nay Phúc sẽ chia sẻ lại anh chị nào thấy phù hợp thì anh chị sẽ ứng dụng cho mục tiêu của mình, cho hành trình của mình anh chị nha. Thì cái chiến lược đầu tiên đó là mình có thái độ sống đúng đắn. Thì chúng ta biết rằng là mỗi cái cuộc sống hàng ngày của mình nó sẽ xảy ra rất là nhiều cái vấn đề. Vấn đề nào là tốt, nó vấn đề là vấn đề có những cái vấn đề gọi là ok, mình giải quyết được, không sao cả. Hoặc là có những cái vấn đề nó nằm ngoài cái mức tầm kiểm soát của mình. Hay là những cái chuyện vui bất ngờ đến với mình trong cuộc sống thì mình thấy rằng vui thì tôi đón nhận, nhưng mà cái chuyện không ok thì mình lại có một cái thái độ khác, đúng không? Những cái chuyện mà mình thấy vui thì chuyện là rất là bình thường, mình đến nó đến mình đón nhận, nhưng mà có những cái chuyện gọi là không được tích cực nó xảy ra và làm cho mình mất đi cái cảm xúc, mất đi cái gọi là cái sự thăng bằng, cái sự cân bằng cảm xúc của mình đó. Anh chị, bao nhiêu số anh chị đang rơi vào trong trường hợp này ạ? Mình gọi là mình chưa dễ để mà đối mặt với những cái tình huống,
những cái chuyện nó không được tích cực như vậy và mình mất rất là nhiều năng lượng. Cho đến khi đặt mục tiêu ra rồi đó, nó cũng không có năng lượng để mà hành động để mà tiến tới cái mục tiêu đâu. Bây giờ lo tập trung vào vấn đề, lo tập trung vào suy nghĩ và đôi khi mất vài ngày. Đôi khi kéo dài từ tuần này qua tuần khác, thế là xong hết tháng luôn. Dạ, Phúc cũng từng như vậy các chị nha. Mình từng như vậy nên mình hiểu được rằng là cái việc mà có cái thái độ sống đúng đắn cũng như là luôn tìm mọi cái điều tích cực trong những cái câu chuyện, những tình huống chưa tích cực thì nó chưa dễ dàng. Dạ, thì Phúc kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện ha. Nghe một cái câu chuyện để các chị hiểu rằng là cái việc quan trọng của việc là thái độ sống đúng đắn, mình phải chuyển đổi cái cảm xúc của mình. Dù là tình huống chưa tích cực thì nó mới giúp cho mình chuyển hóa được cái kết quả. Bởi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, sự kiện xảy ra, tình huống đã xảy ra, cái việc mình cần thay đổi đó chính là thay đổi cái thái độ của mình. Thì cái đó mình mới thay đổi lại được cái kết quả mới. Ok không ạ? Rồi ví dụ Phúc kể cả nhà nghe một câu chuyện ha. Có một cái người chị đó ha, thì ở quê nhà đang có một cái việc gọi là tan gia các chị, một cái chuyện chưa vui của một cái gia đình của chị ấy, thì là người trong nhà của chị ấy luôn nha. Thế thì ba mẹ mới báo điện thoại, mới báo tin vào trong miền Nam là chị thu xếp về gấp, chứ ở nhà đang có cái việc như vậy. Và chị đã đi về thu xếp là cái công việc của mình để đi về. Và chị ấy có một cái niềm đam mê, đó là thích một cái ngành gọi là nó liên quan về logistics. Chị ấy thích một cái công việc như vậy. Và trong cái lúc mà khi mà nghe tin gia đình báo như vậy và cũng rất là gọi là sốc, chưa được tích cực đó chứ các anh chị, chưa được tích cực trong cái tình huống đó. Và thật sự đó là một chuyện bình thường, bởi vì với mình thì mình cũng như vậy, với tất cả những anh chị em họ chúng ta thì đều gọi là nghe cái chuyện không vui trong gia đình thì đầu tiên mình cũng chưa làm chủ được cái cảm xúc của mình, đúng không? Và sau đó thì chị cũng đặt bút vé máy bay để xem là có cái vé nào sớm không để mình về ngay tức khắc á, nhưng mà thực sự là vé không còn nữa. Và chị ấy mới ra bến xe, đi thẳng ra bến xe và đón xe. Thì giờ đó cũng không có xe nữa, chỉ có một cái chuyến rất là khuya, đó là 11 giờ đêm. Và chị ấy cũng ở bến xe và nằm rồi ngồi đợi. Và khi mà cái lúc mà ngồi đợi như vậy, chị mới suy nghĩ rằng là chị mở khẩu trang ra, chị cũng suy nghĩ rằng nếu mà mình có những cái cảm xúc tích cực như thế này thì không tích cực như thế này thì ở nhà có thay đổi gì hay không, hay là ngay tại giây phút này thì mình có cái chiếc xe nào sớm để mình đi về sớm hay không. Nói chung là không có cái gì nó có thể thay đổi được cái tình huống nó đã xảy ra rồi cả. Cho nên là chị đã chuyển đổi cái cảm xúc của mình. Thì ngay cái lúc đó chị cảm thấy mình tích cực hơn. Chị biết rằng là mọi chuyện nó xảy ra ngay tại cái thời điểm đó, đó là những gì tốt nhất có thể rồi. Nếu mà không phải là cái chuyến xe 12 giờ, 11 giờ thì là cái chuyến xe khuya hơn nữa thì sao? Mình làm muộn giờ hơn nữa, nếu như mình càng không tích cực, mình dồn những cái cảm xúc không tích cực đó thì mình sẽ gặp thêm những cái chuyện gì nữa. Đấy. Và chị đã nhìn nhận ra cái vấn đề là mình không cần phải đổ vào đó những cảm xúc không tích cực nữa. Yes. Và một cái chuyện rất là vi diệu đã xảy ra. Ngay tại lúc đó thì chị cũng có nói chuyện với một người anh. Một người anh này cũng làm về cái công việc mà chị ấy rất là thích. Và sau một cái thời gian nói chuyện với anh trong cái lúc mà chờ đợi xe đó, thì anh đã gọi là tạo điều kiện cho chị ấy được làm việc về cái công việc mà anh ấy đang làm, đang có là cái công ty của anh ấy luôn. Và khi mà kết thúc cái công việc gia đình thì chị ấy là quay trở lại làm việc với anh, đúng cái việc mà chị ấy yêu thích luôn. Đó, vậy thì trong cái câu chuyện này các anh chị thấy rằng là một cái điều gì tích cực xảy ra, một cái điều rất là vi diệu nó xảy ra. Hay là cái câu chuyện của chính bản thân của Phúc, Phúc sẽ kể cho cả nhà nghe từng cái chi tiết để các anh chị thấy rằng là cái việc mà chuyển đổi cảm xúc,
chuyển hóa cái cảm xúc của mình để trở về với tình yêu thương và lòng biết ơn nó thực sự quan trọng như thế nào. Các anh chị nha, dạ thì có một cái thời điểm gọi là Phúc cũng bắt đầu, hôm qua thì Phúc cũng có chia sẻ với các anh chị rằng là Phúc đã âm về tài chính trong cái quá trình mình kinh doanh không thành công. Và Phúc đã ra quyết định rằng là mình đi cái con đường mình sẽ phải phát triển bản thân của mình lên. Mình phải thay đổi cuộc sống của mình từ cái việc mà mình thay đổi tư duy, chứ không thể nào là mình sống mãi cái cuộc sống thế này, bế tắc nó, bế tắc cả về cái con đường mối quan hệ, về sức khỏe và về tài chính của mình luôn. Cho nên là Phúc ra quyết định, và đến khi Phúc gặp câu lạc bộ thì mình cũng ra quyết định là mình sẽ tham gia những cái nhóm rèn luyện để mà mình phát triển bản thân của mình lên. Mình cũng gọi là một cái điều kiện, một cái cơ hội để mình đi theo cái sứ mệnh của mình. Thì cái thời điểm đó thì cần mà Phúc cũng cần cái nguồn lực để mà mình bước xa hơn nữa đó. Thì tại cái thời điểm mà Phúc gọi là mình ra quyết định rằng là chắc chắn Phúc phải vào cái nhóm rèn luyện đúng ngày tháng năm đó. Thì trong cái lúc đó thì Phúc gặp một cái thử thách nữa anh chị. Một cái thử thách giống như là vũ trụ thử thách cho mình rằng là mình có kiên trì, mình có kiên định với cái ý định, với cái mục tiêu của mình đặt ra hay không. Thì lúc đó là Phúc cũng bị âm ha, âm về tài chính với riêng cái người cô mà dạy cái thời mà học cấp 1 đó là 100 triệu. 100 triệu đó là cái lúc đó thì chưa tính lãi đâu các chị nha. Những cái khoản khác ở ngoài mà Phúc huy động vốn từ người thân và gia đình của mình á, thì cũng rất là nhiều nữa, chứ không phải là riêng cái món đó đâu. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc chuẩn bị đáp ứng cái điều kiện, cái nguồn lực để mình vào học đó, thì đúng cái lúc đó thì cô mới nhắn tin cho Phúc. Cô nói là cô cần cái khoản tiền đó. Gần nói chung là vợ chồng con có thể sắp xếp rằng là trong 2-3 ngày tới, hoặc là nhanh nhất có thể để mà gửi cho cô, bởi vì cô đang cần rất là gấp. Thì cái lúc này thì Phúc mới thực sự là mình cũng chưa được tích cực cái gì. Đụng tới vấn đề tiền bạc mình cũng thấy khá là áp lực. Nhưng mà mình cũng có cái nỗi lo rằng là bây giờ thì mình vừa phải đáp ứng cái điều này, mình vừa phải trả cho cô nữa, vậy thì làm như thế nào đây? Làm như thế nào đấy? Phúc cũng quên rằng là mình có sức mạnh tiềm thức. Mình quên rằng là mình phải hướng về tình yêu thương, lòng biết ơn. Vậy thì sau một cái thời gian chừng lại, trong cái ngày hôm đó thì Phúc đã quay trở lại với tình yêu thương và lòng biết ơn. Các chị biết Phúc làm một cái điều gì không? Phúc chỉ có viết xuống cái cuốn tập của mình, đó là viết về tình yêu thương, lòng biết ơn đối với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Phúc. Và biết ơn cả người cô đó đã là quý nhân trong cuộc đời của Phúc, của vợ chồng Phúc, để giúp cho Phúc rằng là trong cái lúc mà gọi là chưa dễ dàng nhất thì không có ai giúp được cho Phúc. Nhưng mà cô, mặc dù là cô cho vay nha, mặc dù là cô là người cho vay nha, nhưng mà mình vẫn biết ơn anh chị. Nhắc tới thì Phúc cũng đang mình đang cảm thấy là biết ơn cô vô cùng, vì cái thời khắc đó đã giúp cho vợ chồng Phúc. Và khi mà Phúc thực hành cái điều này với tất cả mọi thứ xung quanh trong cuộc sống của mình với cô, thì chỉ có chưa đầy 4 ngày sau, Phúc có một cái nguồn lực về bất ngờ là từ em trai của Phúc tặng cho Phúc, anh chị tặng cho Phúc 15 triệu. Và cô đồng thời cũng lúc đó là cô nhắn tin cho Phúc là ngay lúc này thì cô đã có rồi, cô không cần nữa, con cứ tập trung công việc kinh doanh của mình đi, yên tâm, ăn ngon ngủ ngon nha con. Rất là gọi là Phúc cảm thấy rằng là nếu như mình có đi tìm cách, mình đi tìm nguồn lực, tìm ở đâu ra tiền đó, hay vay nóng, hay là làm cái gì đó để mà giải quyết cái lúc đó, thì đó không phải là cách, mà là cái cách tốt nhất, đó là mình chuyển đổi cái cảm xúc của mình về với tình yêu thương và lòng biết ơn. Được không ạ? Anh chị thấy cái bài học rất là vi diệu luôn. Vậy thì trong cái trường hợp bây giờ mà chúng ta chưa dương về tài chính đi, anh chị cũng có cảm xúc mỗi ngày, mỗi tháng là mình cũng phải lo là gì, đóng tiền ngân hàng này kia các thứ, rồi người này đòi, người kia đòi. Anh chị tạo ra một cái cảm xúc là nghe tới tiền là mình rất là áp lực luôn, rất là áp lực, mình rất là stress luôn.
và mình chưa có dễ, vậy thì mình lại có một cái tư duy rằng là mình kiếm tiền nhanh. Bao nhiêu số anh chị ở đây mình đang có cái tư duy rằng là mình sẽ kiếm tiền nhanh ạ? Tham gia vào những cái trò chơi, những cái trò chơi để mà khiến cho mình mất tiền. Mất lần một chưa sợ đâu, mất lần hai, sau mất lần một mình có một cái chữ hy vọng. Tiếp tục qua lần hai tiếp có một cái chữ hy vọng tiếp. Qua lần thứ ba lại ngồi hy vọng. Nhưng cuối cùng thì sao? Sổ đỏ cắm, vai nặng lãi. Còn gì trong nhà bán hết. Thì khi đó mà chúng ta rơi vào cái tình cảnh là có còn gì nữa đâu. Có còn gì nữa đâu anh chị. Thì đó mới tỉnh táo. Tư duy ngắn hạn đó anh chị. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay mà chúng ta muốn gia tăng được cái thu nhập của mình, thì cái mình cần gia tăng đó là gia tăng cái giá trị của mình. Và khi mà chúng ta gặp vấn đề trong cuộc sống, hãy tự an ủi chính mình. Luôn luôn có cái con đường tốt nhất dành cho tôi. Luôn luôn có con đường tốt nhất dành cho tôi. Được không ạ? Anh chị có thể đặt tay lên trái tim của mình và tự trấn an cái con người bên trong của mình. Không sao cả. Ngay bây giờ, ngay lúc này tôi đang ở bên bạn. Và luôn luôn có một cái con đường tốt nhất dành cho tôi. Anh chị làm như vậy và anh chị quay trở về hơi thở của mình, tập trung vào hơi thở của mình, chuyển đổi cảm xúc của mình và anh chị viết ra cho Phúc là viết, tập trung viết cho Phúc là 100 điều. 100 điều biết ơn ha. Tại sao lại nhiều như vậy ạ? Thực ra mà nói thì nó không phải là quy định con số là 100 điều. Nhưng điều này đó có cái tác dụng đó là gì ạ? Nhằm cái mục đích đó là hướng các anh chị, khơi gợi các anh chị quay trở về tình yêu thương và lòng biết ơn, giúp cho các anh chị chuyển đổi được cái cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình. Và anh chị phải lưu ý rằng mình viết trong một lúc, không phải là ngày hôm nay viết 5 điều, mai viết 10 điều, mai viết 5 điều tiếp, mới viết 10 điều tiếp, sao đủ 100 điều thôi. Nhưng không như vậy các anh chị nha. Chúng ta sẽ viết một mạch để mà gia tăng cái cảm xúc của mình lên. Được không các anh chị? Yes. Anh chị nào làm điều này ạ? Đây là một cái công thức rất là đỉnh nha. Một cái công thức chưa làm thì làm ngay. Phúc cũng làm, các anh chị cũng làm. Làm rồi, khi mà gặp vấn đề nữa mình vẫn làm tiếp. Mình chưa tốt nghiệp thì mình làm tiếp. Được không ạ? Và sau khi mà các anh chị hoàn thành xong, các anh chị đang thấy mình có cảm xúc gì? Các anh chị đang thấy rằng là mình đang có cái cảm xúc gì ngay bây giờ, ngay lúc này? Thì anh chị sẽ làm gì ạ? Viết xuống cái cảm xúc đó trong cái cuốn tập của mình luôn, ngay dưới cái 100 điều mà các anh chị đang biết ơn đó. Được không ạ? Ngay bây giờ, ngay lúc này, tôi đang như thế nào? Tôi đang như thế nào? Mình phải viết ra các anh chị ha. Và thực sự Phúc lưu ý với các anh chị rằng là mình viết nhưng mà không mong cầu. Nghĩa là như thế nào? Tức là anh chị nghe một cái công thức rằng là viết tình yêu thương và biết ơn, viết 100 điều đi rồi nó sẽ có cái điều vi diệu gì đó, nó xảy ra thông qua những nguồn lực, những quý nhân, hoặc là tiền nó đổ về. Nhưng ở đây mình không được ở trong một cái tâm thế đó là mong cầu. Mong cầu chắc chắn là cái điều đó nó sẽ xảy ra, nhưng mà chúng ta không được ở trong một cái tâm thế mong cầu. Được không ạ? Mình viết với mục đích là mình đang chuyển đổi cảm xúc của mình. Mình thay đổi thái độ nhìn nhận của mình về cuộc sống, về vấn đề, về cái tình huống nó đã xảy ra đó. Như anh chị ứng dụng rất là hay nha. Viết á, mình nói rằng viết 100 điều, viết mới 20 mấy điều là điều vi diệu đã xảy ra rồi. Thông qua nguồn lực, thông qua khách hàng, thông qua những cái điều nó bất ngờ xảy ra, những tình huống, những thông tin, và giúp cho các anh chị đón nhận được rất là nhiều cái điều phép màu. Tiền bạc, may mắn, công việc, hoặc là khách hàng, nhiều cái hợp đồng nó xuất hiện,
Nhưng mà ở đây quan trọng là anh chị có đủ cái kiến thức, đủ tư duy, có kiến thức về lãnh đạo, về kinh doanh, về bán hàng hay không để mà các anh chị chốt cái đơn hàng đó, đúng không ạ? Vậy thì phải qua cái chiến lược thứ hai. Chiến lược thứ hai đó là mình phải có tư duy, có kiến thức, có tư duy, có kiến thức các anh chị nha. Thì tư duy kiến thức ở đâu? Tư duy kiến thức ở đâu để giúp cho mình đạt được cái mục tiêu tài chính trong tháng 9 này, hay là những cái mục tiêu dài hạn trong cái cuộc đời của mình đây? Tư duy ở đâu ạ? Phúc xin giới thiệu với cả nhà của mình ha. Ở đây thì Phúc không có bán sách, không bán sách các anh chị nha. Đây là bộ ba các quyển sách, bộ ba tam giác vàng. Thì đầu tiên đó là cái quyển sách Người giàu có nhất thành Babylon. Đây là cái quyển sách mà gọi là giúp cho mình hiểu về tiền, quản lý tiền và cách sử dụng đồng tiền nó như thế nào. Đây là Người giàu có nhất thành Babylon các anh chị nha. Ok, cái quyển thứ hai là Bí mật tư duy triệu phú. Bí mật tư duy triệu phú ha. Anh chị nào chưa có thì mua nha. Vì mua ở đây Phúc không có bán sách, hay là Phúc chỉ là giới thiệu tới những cái điều Phúc đã học được. Phúc đang học, Phúc đang đón nhận những cái điều này giúp cho Phúc thay đổi cuộc sống như thế nào, đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là cái quyển sách Sức mạnh tiềm thức để giúp cho mình khai phá cái con người phi thường bên trong của mình. Còn đây là nguyên cái bộ tư duy của triệu phú, của người thành công. Họ đã tích lũy kinh nghiệm trong 50 năm rồi, và bây giờ họ viết lại, họ đúc kết lại, thì chúng ta chỉ có ngồi đó đọc thôi. Và điều tuyệt vời hơn đó là anh chị sẽ có một cái môi trường, là cái nhóm học tập của từng anh chị, thì anh chị sẽ được cái nhóm trưởng của mình ha, chia sẻ, phân tích cho các chị vào mỗi buổi sáng làm sao hiểu cái tư duy này như thế nào và ứng dụng như thế nào trong cuộc sống, trong công việc kinh doanh của mình, giúp cho mình thay đổi, giúp cho mình tốt hơn mỗi ngày. Rất là may mắn luôn các chị ha. Anh chị nào chưa có nhóm học tập thì có thể add cái đường link tham gia vào cái nhóm học tập thêm. Anh chị sẽ được phân tích sách, sẽ được hiểu về cái cách ứng dụng như thế nào, đơn à? Rồi, ok các anh chị nha. Thì đó là cái việc mà tư duy kiến thức mình phải phát triển, luôn luôn phát triển mỗi ngày. Thì cái việc mà chúng ta chuyển đổi cảm xúc đó là một cái điều rất là đương nhiên. Mình phải đưa mình về tình yêu thương và lòng biết ơn. Và khi tình yêu thương và lòng biết ơn lớn rồi, đủ rồi, nhưng mà chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết nữa. Hiểu biết để mà mình sao? Mình ứng dụng trong cuộc sống của mình, mình ứng dụng về tiền bạc, mình ứng dụng trong công việc kinh doanh của mình nữa chứ, đúng không ạ? Đối với rất là nhiều cái câu chuyện, họ có tình yêu thương nhưng họ không có cái sự hiểu biết thì sao? Thì gọi là không an toàn. Phúc kể cả nhà nghe cái câu chuyện có anh chàng ha. Anh chàng rất là yêu động vật luôn. Câu chuyện này Phúc cũng kể rất là nhiều lần rồi. Anh này yêu động vật, yêu cái con mèo đó. Và ngày hôm đó thì anh ấy ra đường, trời rất là mưa, và anh ấy gặp cái con mèo ở ngoài trời mưa đó. Con nó cũng vô định hướng, nó không biết đi về đâu, và anh đã cứu cái con mèo đó về nhà. Trong cái quá trình chăm sóc này, lo cho cái con mèo đó, thì anh ấy gọi là mình, trong lúc mà tắm anh phát hiện ra là có cái con già, con rận, con cháy gì đó ở trên cái con mèo đó các anh chị. Và anh ấy cũng là với cái tình yêu thương con mèo thôi, lấy thuốc xịt mũi, xịt dán và xịt lên con mèo đó. Sau một cái thời gian rất ngắn, 2 tới giờ đồng hồ, thì con mèo đó đã lăn ra không an toàn, đi lên đường luôn đó chị. Vậy thì anh ấy cũng có một tình yêu thương đó chứ, tình yêu thương vô bờ bến đó chứ, yêu động vật mặc dù không ai cứu mình cứu. Nhưng mà rồi sao? Mà rồi cuối cùng thì đã làm cho con mèo không an toàn. Biết đâu nó ở ngoài đường, nó sẽ còn cái con đường sống sót thì sao? Đó là việc ứng dụng, cũng biết về tình yêu thương đó, yêu gọi là tới tình yêu rất là lớn, nhưng mà thiếu sự hiểu biết. Vậy thì trong kinh doanh cũng như vậy, trong cuộc sống và kể cả trong kinh doanh cũng như vậy ha. Nên là chúng ta phải là liên tục phát triển bản thân của mình. Thì các anh chị phải gọi là cho mình phát triển bản thân này. Bắt đầu thì tham gia vào cái môi trường để mình đọc sách, phát triển cái tư duy của mình lên. Ở đây thì cũng sẽ có cho các anh chị môi trường sáng, trưa và tối để anh chị rèn luyện và phát triển luôn, đúng không ạ? Rất là thuận lợi cho từng anh chị, rất là tuyệt vời luôn ạ. Và chúng ta chỉ có ngồi tại nhà để mình học thôi, đâu có mất tiền, cũng không có mất đi thời gian, không có mất đi cái thời gian để mình di chuyển tới đâu để mình học cả.
rất là hay các anh chị nha, rất là thuận lợi cho mỗi chúng ta luôn. Và anh chị cứ nghĩ như thế này nè, chúng ta hiện tại thì Phúc cũng ba mươi mấy tuổi rồi, anh chị ở đây có thể là hai mấy, ba mấy, bốn mấy, năm mấy, thậm chí là sẽ có những cô chú anh chị sáu mấy, bảy mấy luôn. Thì sao trong cái cuộc đời của mình đó các anh chị, chừng ấy năm mình không thay đổi được, vậy thì anh chị có dám bỏ ra trong vòng 1 tới 2 năm để mình phát triển, mình gia tăng trí tuệ, gia tăng cái kiến thức của mình lên không ạ? Và đặc biệt là mình thay đổi về cái kết quả về tài chính của mình, anh chị có dám làm điều này không? Dám không ạ? Dạ, cũng Phúc cũng biết rằng là sẽ có rất nhiều anh chị đi trên con đường này, anh chị rất là kiên trì nỗ lực, bản thân Phúc cũng như vậy, nhưng rất nhiều anh chị là bỏ cuộc giữa đường. Và khi cái người thành công thì họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc, và người thất bại thì họ sẽ lựa chọn rằng là họ sẽ đi tìm con đường khác. Nhưng mà nếu họ đã không biết bơi ở cái biển này, ở cái hồ này, thì họ đi chỗ khác họ vẫn không biết bơi thôi. Dạ, cho nên rằng là người thành công sẽ không bao giờ bỏ cuộc anh chị nha. Anh chị nào cam kết rằng là mình sẽ học tập, mình sẽ phát triển bản thân, mình sẽ gia tăng trí tuệ của mình lên, để sao cuộc sống của mình thay đổi, hạnh phúc hơn, thành công hơn, giàu có hơn các chị nhé. Dạ. Và nhớ là chúng ta phải liên tục phát triển bản thân của mình. Và ở đây thì sẽ có 3 cái level để các anh chị học tập và phát triển. Cái đầu tiên đó là cái môi trường, level đầu tiên là cái level cơ bản mà các anh chị đang học tập cùng với Phúc mỗi ngày đây. Ở đây thì sẽ không có thu phí của các anh chị bất cứ điều gì cả, không có thu phí sáng trưa chiều tối phụng sự. Anh chị doanh nhân và có môi trường rất là tuyệt vời luôn. Và cái level thứ hai, và cái level thứ ba, level thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau học cái cách để khai phá sức mạnh tiềm ẩn phi thường bên trong cái con người của mình, cài đặt bộ tư duy của người thành công. Và chúng ta sẽ học về cái xu hướng, xu thế của thị trường để bắt đầu cho các anh chị, khởi đầu cho các anh chị có những kiến thức về kinh doanh, anh chị cần phải lựa chọn những cái sản phẩm gì để mà mình phù hợp, mình phát triển bền vững trên cái con đường kinh doanh của mình. Chứ không thể rằng là anh chị bỏ ra công sức nỗ lực học tập phát triển sau 5 tới 10 năm cái sản phẩm nó không còn ok nữa và bắt đầu anh chị sẽ quay trở lại xây dựng lại, thì điều đó nó chưa có dễ các anh chị nha. Dạ. Và cái level thứ ba đó là anh chị cần một cái công việc cũng như là một cái sự định hướng cho cái công việc kinh doanh của mình, về những cái chiến lược, những cái tầm nhìn, những cái xu hướng hay là cái kế hoạch để mà tự động hóa cho doanh nghiệp của mình, thì anh chị có thể là tham gia vào nhóm rèn luyện doanh nhân chẳng tay hóa vàng. Ở đây thì cũng không có thu phí của bất kỳ ai, cũng không phải là một cái khóa học, mà một cái điều kiện duy nhất đó là anh chị cam kết với sức mạnh của mình, rèn luyện thân tâm trí của mình để mỗi ngày mình phát triển lên mà thôi, được không ạ? Anh chị nào tham gia thì nhắn ngay với cái nhóm trưởng của mình, hoặc là anh chị có thể nhắn cho Phúc để anh chị có cho mình một cái môi trường để rèn luyện suốt cả cuộc đời của mình luôn. Mình chẳng cần phải đi đâu để phát triển nữa, được không ạ? Có cho giúp cho các anh chị thay đổi về tài chính, về mối quan hệ và về sức khỏe của mình luôn. Anh chị nào thực sự khao khát và thực sự rằng là mình đang đi tìm kiếm cái con đường giống như bản thân của Phúc, đi tìm cái ngày đó, thì anh chị có thể đồng hành cùng với Phúc ha. Được không ạ? Và một cái chiến lược thứ ba nữa ngày hôm nay Phúc chia sẻ với các anh chị ha, đó là gì ạ? Anh chị phải thực hành một cái quy trình vào một buổi tối trước khi đi ngủ. Đây là thói quen của người thành công và Phúc cũng chia sẻ lại rất là nhiều lần, nhưng mà chúng ta chưa có được cái sự gọi là mình nhất quán với cái mục tiêu của mình. Ngày hôm nay mình thực hành rồi thôi, ngày mai mình lại bận cái việc gì đó, hoặc là mình mệt quá rồi thôi. Cho nên là Phúc mới nói là anh chị phải cam kết về sức khỏe của mình đó. Chúng ta phải có sức khỏe trên cái hành trình mình phát triển bản thân, phát triển về tư duy, về trí tuệ của mình, để mình thay đổi được cuộc sống của mình, được không ạ? Thì cái quy trình đầu tiên đó là anh chị phải ghi nhận cái con người, cái sự thành công của mình trong một ngày, ghi nhận những cái điều mà các anh chị đạt được trong cái ngày hôm đó, được không ạ? Sau mỗi cái ngày trước khi mà bắt đầu anh chị đi ngủ, thì anh chị ghi xuống 5 điều, 10 điều tùy theo những cái thành công của anh chị trong ngày đó. Và cái thứ hai đó là mình phải biết ơn, được không ạ?
anh chị sẽ ghi tình yêu thương và lòng biết ơn vào cuốn tập của mình. Cái thứ ba là anh chị sẽ ra quyết định cho cái điều mình mong muốn cho ngày mai. Đó là cái cách nhanh nhất để giúp cho các anh chị tiến tới cái mục tiêu trong vòng 30 ngày hay những là mục tiêu dài hạn của mình. Được không ạ? Anh chị nào sẵn sàng cam kết làm cái điều này? Phúc sẽ gửi tặng cho các anh chị cái quy trình hoặc là cái video để giải thích tại sao các anh chị phải làm điều này. Và anh chị làm điều này nó như thế nào? Từng bước chi tiết cụ thể để hỗ trợ cho các anh chị có một cách ứng dụng tốt nhất. Anh chị nào muốn nhận thì có thể là nhắn cho Phúc ha. À rồi ok ha, ngày hôm nay thì Phúc xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều đã đồng hành với Phúc cho đến cái giờ này. Thì thực sự là cái hành trình của chúng ta không phải là anh chị học được những cái điều này và anh chị ứng dụng rồi là thôi. Nhưng mà anh chị phải liên tục update cái bản thân của mình lên, liên tục phát triển cho bản thân của mình, là phát triển từ level 1, level 2, level 3 và liên tục như vậy. Đừng có dừng cái sự phát triển của mình trái ngược với cái quy luật của vũ trụ của anh chị nha. Rồi, xin cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Hẹn anh chị trong cái buổi chia sẻ tiếp theo. Thì Phúc sẽ có những cái chia sẻ tuyệt vời hơn giúp cho mình tiến nhanh về những cái mục tiêu dài hạn trong cuộc đời của mình, hoặc là cũng như là những cái mục tiêu mà các anh chị đã vạch ra trong cái ngày thứ đầu tiên, được không ạ? Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các anh chị nha.